Rồi, và đây, đây là vườn cây ăn trái. Mít nè, đây là mít Thái nha mọi người. Đó, trái quá trời trái luôn. Còn đây là nguyên một vườn măng cục luôn. Nếu thật viên một vườn măng cục này á là chắc cũng phải cả chục năm á, măng cục người ta trồng cả chục năm rồi đó. Mình sẽ trái luôn nè. Đó. Trái rất là nhiều nha. Đó, cây nào như cây đó luôn. Trái rất là xum xê, nguyên một vườn. Đất thì bằng thẳng rồi. Mình sẽ trái nè. Yeah. Đất bao đẹp luôn, bằng phẳng. Nhà mình nói luôn miếng đất này là mình chỉ vô ở thôi, mình không cần cái sửa sang cái gì á. Thứ nhất, điện nước có đầy đủ. Mình không có thiếu một cái vật dụng gì, một cái gì mình sửa sang gì trong nhà này hết. Về mình chỉ đem đồ cá nhân mình vô là mình ở thôi. Đó, đây mít Thái rồi, thấy mít luôn. Mình chín chưa nhá. Rồi cho mít chín đây nè. Thơm thật. Rồi còn cho mít chín luôn. Đây vườn măng cục. Đó, đây vườn măng cục mình trồng thêm sang kẻ là sầu riêng và xoài. Sầu riêng nè. Đó, người thấy cái sầu riêng không? Sầu riêng đây. Trái kìa. Đây là bơ. Đó, xoài. Chôm chôm. Trồng sang kẻ rất là nhiều loại, nhiều cây ăn trái luôn. Và có thêm trồng sang kẻ một vài cây dừa nữa nha. Đó. Đây là cái không gian cái nhà mình nè. Đó, nhà lớn cái này luôn nè. Đất nước bằng phẳng nha mọi người. Còn ranh giới thì mọi người khỏi sợ rồi. Ranh giới là đó, thứ nhất là sổ giấy tờ hợp lệ, thứ hai là ranh giới ok rõ ràng, không ai tranh chấp với ai cả. Nguyên một mảnh vườn này thì thôi, ai mua về đây nghỉ dưỡng thì cực kỳ đẹp, mình nói thật luôn, quá là đẹp luôn, mát rượi luôn. Đây, ui cây dừa trái kìa. Đó, mọi người thấy dừa trái không? Quá trời trái luôn. Mọi người thấy không? Đây là ngôi nhà của mình nè. Đó. Ngôi nhà này họ thiết kế như là một cái nhà nghỉ dưỡng, nhà Ba Giang, nhà Thái mọi người. Đây mình chỉ quay sơ cái không gian thôi nha. Nhà cực kỳ mới. Ở trong thì họ đã khóa cửa lại rồi, mình không vô trong quay được. Quay sơ cho mọi người xem thôi. Đây là cái nhà bếp. Đó. Nhà bếp nha. Còn để toilet, điện nước, vệ sinh cá nhân ngoài đây. Còn không gian này á, là cái nhà. Mình quay xa cho mọi người xem nha, nhìn đẹp lắm. Đó, mọi người thấy không? Ở nhà này mình chỉ về ở thôi. Đây, có thêm cây vú sữa. Cây này chắc cũng vài chục năm, vú sữa này chắc cũng 5-70 năm rồi đây. Góc mình mua mảnh vườn này họ cho mình cây này luôn. Mọi người thấy không gian nhà không? Hoa hoẹ đầy đủ hết. Quá trời là đẹp luôn. Nhà này chỉ mua về là vô ở thôi. Mình chỉ đem đồ cá nhân mình vô thôi. Còn mọi thứ mình không cần thiết kế thêm cái gì kìa. Bông nè. Hồ nước cá nè. Cái không gian nhà mọi người thấy không gian nhà không? Rất là đẹp. Đó, còn đường này là sân, mình chạy ra ngoài đường nhựa. Đó, không gian nhà mình nè. Đó. Còn cái sữa này nè, cái sữa này chắc cũng 70-80 năm rồi. Góc chà bá luôn, mọi người thấy không nè, quá là to. Rồi ok, chào mọi người, chúng mình sẽ cho mọi người xem đường lớn và sổ sách sau nha. Mọi người nha, đây là con đường quốc lộ 86 đây. Con từ miếng đất mình nè, tính đường chim bay từ đường này, từ đây nha, chạy vô miếng đất mình á, một mẫu của mình á, đi đường chim bay, đường đi đường lô xu này á, tầm một cây rưỡi xích nó lại thôi. Còn nếu mình muốn đi vòng, đi vô đường này nè, thẳng xuống này đường này á, đi vòng qua kia vòng vô tầm 2 cây rưỡi số đó lại là tới ngay miếng đất của mình, một mẫu của mình. Còn đường này hướng này á, thẳng này về á, hoài á là về hướng Bà Rịa, trung tâm Bà Rịa Vũng Tàu, đi đường về biển Vũng Tàu và khu lịch sinh thái rất là nhiều. Nói chung hướng này là đi về biển á. Đó. Đây, từ đây về biển Vũng Tàu chắc cũng
mấy chục cây á. Mình còn đây quay ngược đây, đây về đây á, đây nè, về đây nè, đó hướng này á, đó là về Bầu Cạn và sân bay Long Thành, đó là mình sẽ đi hướng đó về, mà mình sẽ đi hướng này về nè, đó. Từ sân bay Long Thành về miếng đất này của mình rất là gần nha mọi người, mình chỉ đi tắt qua Bầu Cạn là về tới đây liền, rất là gần luôn, đâu đó tầm 40 phút 50 phút trở lại thôi. Ok, chào cả nhà nha.